Chào mừng các bạn đến với kênh Triệu Hoàng Tú Official. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn hai nội dung có liên quan đến ngày Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nội dung thứ nhất, vì sao ngày Tết, người dân thường gọi là Tết nhất? Đó là danh từ nói chung về ngày Tết, Tết nhất đến nơi rồi. Đúng vậy, Tết là dịp tiêu tiền nhiều nhất, tiêu một cách lãng phí, vô tư nhất, được và phải mừng tuổi nhiều nhất, chúc nhau nhiều nhất nhưng lại cãi nhau ít nhất. Tết nhất là Tết đầu tiên và to nhất trong năm. Đây cũng là Tết vui nhất, gia đình gặp nhau đông nhất, mua sắm nhiều nhất, nhà cửa sạch sẽ, khang trang nhất, gói bánh Tết nhiều nhất. Tết tổ chức trò chơi và lễ hội dân gian nhiều nhất, thắp hương, cúng bái nhiều nhất, có nhiều hoa nhất, mọi người đều mặc những bộ quần áo đẹp nhất. Tết cũng là dịp đi chơi và thăm nhau nhiều nhất, ăn nhiều nhất, uống rượu bia nhiều nhất, vân vân. Nội dung thứ hai, tôi xin giới thiệu đôi nét về ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Tết Nguyên Đán. Tết, còn gọi Tết cổ truyền, Tết Ta, là dịp lễ đầu năm mới theo âm lịch của các quốc gia gồm có Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Theo biến động lịch sử, người Nhật Bản bỏ Tết Nguyên Đán, còn người Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam vẫn giữ truyền thống đón Tết này. Tại Việt Nam trước ngày Tết còn có phong tục như cúng táo quân 23 tháng chạp âm lịch và cúng tất niên 29 hoặc 30 tháng chạp âm lịch. Do quy luật 3 năm mượn 1 tháng của âm lịch nên ngày đầu năm của dịp Tết Nguyên Đán không bao giờ trước ngày 21 tháng 1 dương lịch và sau ngày 19 tháng 2 dương lịch mà rơi vào giữa những ngày này. Toàn bộ dịp Tết Nguyên Đán hàng năm thường kéo dài trong khoảng 7 đến 8 ngày cuối năm cũ và 7 ngày đầu năm mới, 23 tháng chạp đến hết ngày 7 tháng giêng. Hàng năm, Tết được tổ chức vào ngày mùng 1 tháng giêng âm lịch trên toàn nước Việt Nam và theo phong tục của cả vùng miền là khác nhau. Sắm đào và quất ở miền Bắc, miền Trung hay mai vàng ở miền Nam được coi là sự chuẩn bị không thể thiếu trong những ngày giáp Tết. Sau đó, trong những ngày Tết, các gia đình sum họp bên nhau, cùng thăm hỏi người thân, dành những lời chúc mừng tốt đẹp, mừng tuổi và thờ cúng tổ tiên. Nghĩa gốc của từ Nguyên Đán là chỉ ngày đầu tiên, tức ngày mùng 1 của một năm nông lịch. Hai miền Nam Bắc Việt Nam từ sau năm 1975 đều cùng sử dụng múi giờ GMT cộng 7, Trung Quốc thì sử dụng múi giờ GMT cộng 8. Do Việt Nam và Trung Quốc sử dụng hai múi giờ khác nhau, âm lịch Việt Nam và âm lịch Trung Quốc cũng có đôi chút khác biệt, cụ thể như năm 1985, Việt Nam đón Tết trước Trung Quốc một tháng. Việt Nam. Trong sách An Nam Chí Lược của Lê Tắc, người Việt có phong tục khác biệt với Trung Quốc, dân thường hay uống rượu, dùng trầu cau đãi khách, hay ăn dưa mắm, những vật dưới biển và đã tổ chức lễ Tết. Ông còn ghi chép rằng dân Việt đón lễ Tết từ tháng giêng cho đến tháng 3 âm lịch, chơi nhiều trò chơi như đá bóng, đá cầu, đánh cờ, đấu vật. Các khu vực khác. Tết Nguyên Đán ở Hồng Kông cũng mang nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc, nhưng cách đón Tết của người Hồng Kông vô cùng đặc sắc khi pha trộn giữa nền văn hóa truyền thống phương Đông với nét văn hóa phóng khoáng, mới mẻ của phương Tây. Lúc chuẩn bị đón Tết, người dân Hồng Kông cũng lau dọn nhà cửa sạch sẽ, trang trí giấy đỏ. Trẻ em thì được lì xì, người lớn chúc tụng nhau một năm mới hạnh phúc. Trong văn hóa Hàn Quốc, ngày lễ lớn nhất trong năm cũng chính là Tết Nguyên Đán, hay còn gọi là Seol, ngày xua đuổi linh hồn xấu xa, điều xui xẻo và chào đón điều tốt lành. Tương tự như ở Việt Nam, Tết bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 âm lịch và thường kéo dài trong 3 ngày. Ở Singapore, người dân đón Tết truyền thống cùng thời điểm với Tết Nguyên Đán của người Việt Nam. Những ngày Tết ở Singapore thường diễn ra với lễ hội mùa xuân với 3 sự kiện nổi bật, lễ hội Hoa Đăng, lễ hội Singapore River Hồng Bảo và lễ hội được phố chí ngày, kéo dài từ mùng 1 Tết cho đến 15 tháng giêng âm lịch. Mỗi lễ hội đều mang đậm chất xuân, vui tươi và có rất đông người dân tham gia. Một số hoạt động Tết truyền thống. Sắm Tết. Chợ Tết là những phiên chợ có phiên họp chợ vào trước Tết từ 25 tháng chạp cho đến 30 tháng chạp, bán nhiều mặt hàng, nhưng nhiều nhất là các mặt hàng phục vụ cho Tết Nguyên Đán như gạo nếp để gói bánh chưng hoặc nấu xôi, gà trống, hoa và các loại trái cây, dùng thờ cúng, ngũ quả để cúng tổ tiên. Vì tất cả những người buôn bán hầu như sẽ nghỉ bán hàng trong những ngày Tết, những ngày đầu năm mới không họp chợ, nên phải mua để dùng cho đến khi họp chợ trở lại làm cho mức cầu rất cao. Người Việt có câu mồng 4 chợ ma, mồng 3 chợ người nên chợ được họp phiên đầu năm là mồng 3 Tết, ngày 3 tháng 1 âm lịch. Hơn nữa, chợ Tết cũng để thỏa mãn một số nhu cầu mua sắm để thưởng ngoạn, để lễ bái như hoa Tết, những loại trái cây. Đặc biệt là dưa hấu và những loại trái có tên đem lại may mắn như mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài. Và chợ Tết đặc biệt cũng sẽ chấm dứt vào trước giờ ngọ giao thừa. Vào những ngày này, các chợ sẽ bán suốt cả đêm và đi chợ Tết đêm là một trong những cái thú đặc biệt. Kèm theo các chợ mua bán ngày giáp Tết đông đúc, nhiều nơi còn tổ chức các chợ hoa nhằm vui xuân, dọn dẹp,
trang trí. Đầu tiên là trang trí mâm ngũ quả. Mâm ngũ quả là một mâm trái cây có chừng 5 thứ trái cây khác nhau thường có trong ngày Tết Nguyên đán của người Việt. Các loại trái cây bày lên thể hiện nguyện ước của gia chủ qua tên gọi, màu sắc và cách sắp xếp của chúng. Một mâm ngũ quả ngày Tết ở miền Bắc Việt Nam gồm cam, quất, bưởi, chuối và dứa. Chọn 5 thứ quả theo quan niệm người xưa là ngũ hành ứng với mệnh của con người. Chọn số lẻ tượng trưng cho sự phát triển, sinh sôi. Mâm ngũ quả của người miền Bắc gồm chuối, bưởi, đào, hồng, quýt hay là chuối, ớt, bưởi, quất, lê. Có thể thay thế bằng cam, lê kima, táo, mãng cầu. Nói chung, người miền Bắc không có phong tục khắt khe về mâm ngũ quả và hầu như tất cả các loại quả đều có thể bày được, miễn là nhiều màu sắc. Cũng như người miền Bắc, mâm ngũ quả của người miền Nam không quy định khắt khe phải có những loại trái cây gì, thường thì gồm mãng cầu xiêm, sung, dừa, đu đủ, xoài với ngụ ý cầu sung vừa đủ xài. Người miền Nam thường kiêng kỵ trưng trái có tên mang ý nghĩa xấu, kể cả khi đọc trại như chuối, chuối nhủi, cam, cam chịu, lê, lê lết, sầu riêng, ưu buồn, bom, táo, lựu, lựu đạn, và không chọn trái có vị đắng, cay. Tiếp theo đó là câu đối Tết. Để trang hoàng nhà cửa và để thưởng xuân, trước đây từ các nho học cho tới những người bình dân tồn cổ vẫn còn trọng tục cho câu đối đỏ nhân ngày Tết. Những câu đối này được viết bằng chữ Hán, màu đen hay vàng, trên những tấm giấy đỏ hay hồng đào cho nên còn được gọi là câu đối đỏ. Bản thân chữ câu đối đỏ cũng xuất hiện trong câu đối Tết sau. Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh trưng xanh. Một nội dung không thể thiếu đó là trưng bày hoa Tết. Ngoài hai loại hoa đặc trưng cho Tết là đào và mai, hầu như nhà nào cũng có thêm những loại hoa để thờ cúng và hoa trang trí. Hoa thờ cúng có thể như hoa vạn thọ, cúc, lay ơn, hoa huệ. Hoa để trang trí thì muôn màu sắc như hoa hồng, hoa thủy tiên, hoa lan. Ngoài ra, hoa hồng, cẩm chướng, loa kèn, huệ tây, lá măng, thạch thảo cắm kèm sẽ tạo sự phong phú và mang ý nghĩa sum họp cho bình hoa ngày Tết. Màu sắc tươi vui chủ đạo của bình hoa cũng ngụ ý cầu mong một năm mới làm ăn phát đạt, gia đình an khang và sung túc. Miền Bắc thường chọn cành đào đỏ để cắm trên bàn thờ hoặc cây đào trang trí trong nhà. Theo quan niệm người xưa, đào có quyền lực trừ ma và mọi xấu xa. Màu đỏ chứa đựng sinh khí mạnh, màu đào đỏ thắm là lời cầu nguyện và chúc phúc đầu xuân. Hoa mai, ở miền Nam, nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới rất thích hợp môi trường cho hoa mai đơm bông nảy mầm mỗi dịp xuân về Tết đến. Miền Trung và miền Nam lại hay dùng cành mai vàng hơn miền Bắc. Màu vàng tượng trưng cho sự cao thượng vinh hiển cao sang, màu vàng còn tượng trưng cho vua, thời phong kiến. Đối với người miền Nam, nếu hoa mai nở đúng vào lúc đón giao thừa hay nở vào sáng sớm ngày mùng 1 Tết thì điều đó có nghĩa là sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc sẽ đến với cả gia đình trong năm đó. Ẩm thực ngày Tết. Thành ngữ Việt Nam có câu, đói dỗ cha, no ba ngày Tết. Tết đến, dù nghèo khó đến đâu thì người ta cũng cố vay mượn, xoay sở để có đủ ăn trong 3 ngày Tết sao cho già được bát canh, trẻ có manh áo mới. Hơn thế nữa, dù có đói khát quanh năm thì đến Tết, mọi người mà nhất là trẻ em thường được ăn uống no đủ. Bữa ăn ngày Tết thường có nhiều món, đủ chất hơn và sang trọng hơn bữa ăn ngày thường. Vì vậy mà người ta cũng thường gọi là ăn Tết. Ngoài cơm, ngày Tết còn có bánh truyền thống, bánh chưng, bánh dày, bánh tét. Đây là các loại bánh đặc trưng cho phong tục ăn uống ngày Tết ở Việt Nam. Bánh chưng và bánh dày còn được gắn với các sự tích cổ của các vua hùng, tổ tiên của người Việt. Mứt tét và các loại bánh kẹo khác để thờ cúng, sau đó dọn ra để đãi khách. Mứt có rất nhiều loại như mứt gừng, mứt bí, mứt cà chua, mứt táo, mứt dừa, mứt quất, mứt sầu riêng, mứt mít, mứt khoai, mứt hạt sen. Trái cây, mâm ngũ quả và đặc biệt là dưa hấu đỏ không thể thiếu trong những gia đình miền Nam. Dưa hấu được trưng cúng nơi bàn thờ tổ tiên, bên cạnh các loại mứt, mâm ngũ quả, bánh kẹo và nhiều quả dưa còn được gắn thêm chữ phước, lộc, thọ. Kẹo bánh thì đa dạng hơn như kẹo bột, kẹo dồi, kẹo vừng, mè, kẹo thèo lèo, kẹo dừa, kẹo cau, kẹo đậu phụ. Ngoài ra, Tết còn có hạt dưa, hạt bí, hạt hướng dương, hạt điều, hạt rẻ rang. Thức uống ngày Tết phổ biến nhất vẫn là rượu. Các loại rượu truyền thống của dân tộc như rượu nếp thơm, nếp cái hoa vàng, người Kinh, nếp nương, người Thái, nếp cẩm, người Mường, rượu san lùng, rượu ngô, người huyện Mông, người Dao, rượu mẫu sơn, người Tày, người Nùng, rượu bồ đá, Trung Bộ, rượu đế, Nam Bộ thường được dùng. Ngày nay còn có thêm các loại rượu của phương Tây
bia và các loại nước ngọt. Cỗ Tết, dịp Tết người Việt thường tổ chức ăn uống lớn, gọi là ăn cỗ. Các món cỗ trong nhiều gia đình ở miền Bắc có thể có gà luộc, chân giò có nấm hương, miến nấu lòng gà, nem rán, xôi gốc, xôi đỗ, thịt gà, món xào, dưa hành muối. Bữa ăn tất niên của người Huế thường có xôi, thịt heo quay, cá rô chiên, canh rau. Và mâm cỗ cúng tổ tiên thường có khoai, sắn, lạc và chè. Ở làng Vũ Đại, Hà Nam phải có món cá kho. Ở làng Sơn Vi, Phú Thọ thường có thêm chè lam. Người dân Quảng Nam phải có bánh tổ Hội An. Ngoài ra, các gia đình miền Nam thường có thêm nồi thịt kho nước dừa, thịt kho rượu và nồi khổ qua hầm và nem bì, dưa giá miền Nam, củ kiệu ngâm, bánh tráng, để quấn, để ăn mấy ngày Tết. Thông thường, người nội trợ miền Nam lục tỉnh nghỉ ngơi, không nấu nướng trong 3 ngày Tết, mà chỉ dùng thức ăn đã được chuẩn bị sẵn trước Tết, sinh hoạt ngày Tết. Văn hóa mặc đẹp ngày Tết, lịch sử văn hóa mặc đẹp của người Việt trong ngày Tết được thể hiện qua truyền miệng và các ấn phẩm nghiên cứu cổ. Theo thạc sĩ văn hóa, nhà báo Nguyễn Thành Luân, quan niệm chọn màu sắc cho trang phục ngày Tết là để phù hợp với không khí linh thiêng. Xung vầy của dịp Tết cổ truyền, kỳ vọng sẽ hòa hợp với vượng khí, tài lộc, từ đó đem đến sự bình an, niềm vui cho bản thân và gia đình. Trước đây, trang phục truyền thống có khác biệt giữa các vùng miền, chẳng hạn người miền Bắc thường chuộng mặc áo dài, người miền Nam mặc áo bà ba. Về màu sắc trang phục, người Việt nhìn chung thích màu vàng hoặc đỏ trong 3 ngày Tết với tâm niệm sẽ được nhiều phúc lộc, may mắn, tiền bạc dồi dào và phú quý trong năm mới. Dọn dẹp nhà cửa trước Tết do tục kiêng cữ quét nhà trong ngày Tết. Theo quan niệm dân gian, việc quét nhà trong ngày Tết sẽ quét đi theo cả lộc xuân, sắc pháo đốt trong đêm giao thừa. Người quét nhà sẽ bị rông cả năm, rông được hiểu như sự xui xẻo. Trả nợ cũ, đối với nhiều người Việt, dịp tất niên là dịp trả nợ cũ, xóa bỏ xích mích của năm cũ để hướng tới năm mới vui vẻ, hòa thuận hơn. Trò chơi dân gian, bịt mắt bắt dê, múa võ, hát bội, hát cải lương, hát chèo, đánh đu, thi leo cột mỡ, đập niêu, chọi gà, bài chòi, chơi tổ tôm điếm, chơi cờ ngửi và nhiều trò dân gian cổ truyền khác. Cờ bạc, ngày xưa các gia đình có nền nếp quanh năm cấm đoán con cháu không được cờ bạc, rượu chè, nhưng trong dịp Tết thì tam cúc, cờ gánh, cờ nhảy, chắn, tổ tôm, lắc bầu cua. Ai thích trò nào chơi trò ấy. Đến lễ khai hạ, hạ nêu thì xé bộ tam cúc, cất bộ tổ tôm hoặc đốt các bộ bài trong lễ hóa vàng. Treo quốc kỳ, những năm sau ngày thống nhất đất nước, tại Việt Nam, ngày Tết cũng như các ngày lễ trong năm, chính phủ đều khuyến khích treo quốc kỳ. Các công sở, công ty, trường học, nơi sinh hoạt công cộng thường treo quốc kỳ kèm bích chương chúc mừng năm mới và các loại cờ ngũ sắc. Đốt pháo thường hay có trong dịp cúng tất niên hay thời khắc giao thừa ngày Tết cổ truyền. Từ năm 1994, nhà nước Việt Nam đã cấm đốt pháo, buôn bán và nhập khẩu pháo bằng chỉ thị số 406 trên CTTTG ngày 8 tháng 8 vì tính chất nguy hiểm dễ gây sát thương của nó. Thay vào đó, chính quyền tổ chức các đêm bắn pháo hoa cho người dân thưởng thức. Sau đây tôi xin thống kê lại các giai đoạn chính trong Tết Nguyên đán. Người Việt Nam quan niệm rằng ngày Tết thì tất cả mọi thứ đều phải thật sớm và mới. Do đó, trước ngày Tết khoảng hơn 2 tuần, các gia đình đã sắm sửa cho ngày Tết. Họ thường quét dọn, trang trí nhà cửa, mua hoa, sắm thức ăn, thật chu đáo cho ngày Tết. Ngoài ra, tất cả những vật dụng không cần thiết hoặc bị cho là đem lại điềm gở cũng bị vứt bỏ. Thứ nhất, cúng ông công ông táo. Công việc chính thức sửa soạn đón Tết của người Việt Nam thường bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, là ngày mà người Việt cúng ông táo. Theo quan điểm của người Việt thì ông táo vừa là thần bếp trong nhà, vừa là người ghi chép tất cả những việc làm tốt xấu mà con người đã làm trong năm cũ và báo cáo với Ngọc Hoàng những vấn đề tốt xấu của gia chủ. Ông táo được cúng vào trưa hoặc chiều ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm. Lễ cúng gồm có nhang, nến, hoa quả, vàng mã và hai mũ đàn ông, một mũ đàn bà kèm theo ba con cá chép. Theo sự tích ông táo, cá chép sẽ đưa ông táo vượt qua Vũ Môn để lên thiên đình gặp Ngọc Hoàng. Trước ngày Tết, người Việt cũng chuẩn bị bánh chưng, bánh dày, còn ở miền Nam thì loại bánh phổ biến là bánh tét và các món ăn thịnh soạn để dâng lên ông bà tổ tiên. Thứ hai, ăn tất niên. Ngày tất niên có thể là ngày 30 tháng Chạp nếu là năm đủ hoặc 29 tháng Chạp nếu là năm thiếu. Đây là ngày gia đình sum họp lại với nhau để ăn cơm buổi tất niên. Buổi tối ngày này, người ta làm cỗ cúng tất niên. Giữa ngày 30 hoặc 29 tháng Chạp và ngày mồng 1 tháng Giêng, giờ Tý, từ 23 giờ hôm trước đến 1 giờ hôm sau, trong đó thời điểm bắt đầu giờ chính Tý, 0 giờ Dây ngày mùng 1 tháng Giêng là thời khắc quan trọng nhất của dịp Tết.
Nó đánh dấu sự chuyển giao năm cũ và năm mới. Nó được gọi là giao thừa. Để ghi nhận thời khắc này, người ta thường làm hai mâm cỗ. Một mâm cúng gia tiên tại bàn thờ ở trong nhà mình và một mâm cúng thiên địa ở khoảng sân trước nhà. Một số cộng đồng lấy con hổ là vật thờ thì gọi là cúng ông 30. Một số cộng đồng khác thì có một phần cỗ dành để cúng chúng sinh, cúng những cô hồn lang thang không nơi nương tựa. Một cụ già mặc áo the để cúng tất niên. Thứ ba, sắp xếp dọn dẹp bàn thờ. Trong gia đình người Việt thường có một bàn thờ tổ tiên, ông bà. Cách trang trí và sắp đặt bàn thờ khác nhau tùy theo từng nhà. Bàn thờ là nơi tưởng nhớ, là thế giới thu nhỏ của người đã khuất. Hai cây đèn tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng và hương là tinh tú. Một bát hương đặt chính giữa, có thể có hai bát hương nhỏ hơn đặt đối xứng hai bên. Phía sau hai cây đèn thường có hai cành hoa cúc giấy với nhiều bông nhỏ bao quanh bông lớn. Thứ 4. Thời khắc giao thừa. Giao thừa là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Trong thời khắc giao thừa, mọi người trong gia đình thường dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Dịp này, người ta thường bắn pháo hoa ở những địa điểm rộng rãi, thoáng mát, cùng giao thừa ngoài trời. Theo tục lệ cổ truyền thì giao thừa được tổ chức nhằm đón các thiên binh. Lúc đó họ đi thị sát dưới hạ giới, rất vội không kịp vào tận bên trong nhà được, nên bàn cúng thường được đặt ở ngoài cửa chính mỗi nhà. Hết một năm, vị hành khiển cũ đã cai quản hạ giới trong năm cũ sẽ bàn giao công việc cho vị hành khiển mới đi xuống sẽ cai quản hạ giới trong năm mới. Mỗi năm có một vị, sau 12 năm thì các vị hành khiển sẽ luân phiên trở lại. 12 vị hành khiển và phán quan gồm 1. Năm Tý, Chu Vương hành khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tảo phán quan. 2. Năm Sửu, Triệu Vương hành khiển, Tam Thập Lục Phương hành binh chi thần, Khúc Tảo phán quan. 3. Năm Dần, Ngụy Vương hành khiển, Mộc Tinh chi thần, Tiêu Tảo phán quan. 4. Năm Mão, Trịnh Vương hành khiển, Thạch Tinh chi thần, Liêu Tảo phán quan. 5. Năm Thìn, Sở Vương hành khiển, Hỏa Tinh chi thần, Biểu Tảo phán quan. 6. Năm Tỵ, Ngô Vương hành khiển, Thiên Hải chi thần, Hứa Tảo phán quan. 7. Năm Ngọ, Tấn Vương hành khiển, Thiên Hao chi thần, Nhân Tảo phán quan. 8. Năm Mùi, Tống Vương hành khiển, Ngũ Đạo chi thần, Lâm Tảo phán quan. 9. Năm Thân, Tề Vương hành khiển, Ngũ Miếu chi thần, Tống Tảo phán quan. 10. Năm Dậu, Lỗ Vương hành khiển, Ngũ Nhạc chi thần, Cự Tảo phán quan. 11. Năm Tuất, Việt Vương hành khiển, Thiên Bá chi thần, Thành Tảo phán quan. 12. Năm Hợi, Lưu Vương hành khiển, Ngũ Ôn chi thần, Nguyễn Tảo phán quan. Bàn thờ tổ tiên chuẩn bị cho việc cúng giao thừa. Cúng giao thừa trong nhà là lễ cúng tổ tiên vào chính thời khắc giao thừa vừa tới nhằm để cầu xin tổ tiên phù hộ độ trì cho gia đình gặp những điều tốt lành trong năm mới sắp đến. Mâm lễ bao gồm các món ăn mặn ngày Tết được chế biến tinh khiết với phong cách trang nghiêm. Cỗ mặn gồm có bánh chưng, giò, chả, xôi gấc, thịt gà, xôi các loại, rượu, bia và các loại thức uống khác. Các món ăn mặn khác tùy theo nhu cầu của gia đình. Cỗ ngọt và chay bao gồm hương, hoa, đèn nến, bánh kẹp, mứt Tết. Thứ năm, các hoạt động chính trong dịp Tết Nguyên đán. Một bình hoa mai ngày Tết. Đầu tiên tôi xin chia sẻ về 3 ngày tân niên. Ngày mồng 1 tháng Giêng là ngày tân niên đầu tiên và được coi là ngày quan trọng nhất trong toàn bộ dịp Tết. Không kể những người tốt số, hợp tuổi được mời đi sông đất. Vào sáng sớm ngày này, người Việt cổ thường không ra khỏi nhà, chỉ bày cỗ cúng tân niên, ăn tiệc và chúc tụng nhau trong nội bộ gia đình. Đối với những gia đình đã tách khỏi cha mẹ và cha mẹ vẫn còn sống, họ đến chúc Tết các ông bố theo tục, mồng 1 Tết cha. Ngày mồng 2 tháng Giêng là ngày có những hoạt động cúng lễ tại gia vào sáng sớm. Sau đó, người ta chúc Tết các bà mẹ theo tục mùng 2 Tết mẹ. Riêng đàn ông chuẩn bị lập gia đình còn phải đến nhà cha mẹ vợ tương lai, nhạc gia để chúc Tết. Ngày mùng 3 tháng Giêng là ngày sau khi cúng cơm tại gia theo lệ cúng ít nhất đủ 3 ngày Tết, các học trò thường đến chúc Tết thầy dạy học theo tục mùng 3 Tết thầy. Tiếp theo là hoạt động xuất hành và hái lộc. Xuất hành là lần đi ra khỏi nhà đầu tiên trong năm, thường được thực hiện vào ngày tốt đầu tiên của năm mới để đi tìm may mắn cho bản thân và gia đình. Trước khi xuất hành, người ta phải chọn ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo và các phương hướng tốt để mong gặp được các quý thần, tài thần, hỷ thần. Tại miền Bắc, nếu xuất hành ra chùa hay đền, sau khi lễ bái, người Việt còn có tục bẻ lấy một cành lộc để mang về nhà lấy may, lấy phước. Đó là tục hái lộc. Cành lộc là một cành đa nhỏ hay cành đề, cành si, là những loại cây quanh năm tươi tốt và nảy lộc. Khác với miền Bắc,
miền Trung không có tục hái lộc đầu năm, nhờ thế mà cây cối trong các đền chùa ở miền Nam vẫn giữ nguyên lá xanh biếc suốt cả mùa xuân. Vào những ngày đầu năm, khi mặt trời mọc, người ta đi ra khỏi nhà xem chiều gió thổi và có thể đoán được năm mới hên hay xui chẳng hạn. Gió Nam chỉ đại hạn, gió Tây chỉ cướp bóc lạn lạc, gió Tây Nam chỉ bệnh dịch tả, gió Bắc chỉ được mùa vừa phải, gió Tây Bắc chỉ được mùa đỗ, đậu, gió Đông chỉ có lụt lớn. Kế tiếp là chúc Tết, một đồng xu khắc chữ chúc mừng năm mới. Sáng mùng một Tết còn gọi là ngày chính đán, con cháu tụ họp ở nhà tộc trưởng để lễ tổ tiên và chúc Tết ông bà, các bậc huynh trưởng. Theo quan niệm, cứ năm mới tới, mỗi người tăng lên một tuổi. Bởi vậy, ngày mồng một Tết là ngày con cháu chúc thọ ông bà và các bậc cao niên. Tiếp theo nữa là đến tục thăm viếng. Thăm viếng họ hàng là để gắn kết tình cảm gia đình họ hàng. Lời chúc Tết thường là sức khỏe, phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn, mọi ước muốn đều thành công. Những người năm cũ gặp rủi ro thì động viên nhau tay qua nạn khỏi hại của đi thay người, nghĩa là trong cái họa cũng tìm thấy cái phúc, hướng về sự tốt lành. Đến thăm những người hàng xóm của mình và những gia đình sống gần với gia đình mình, chúc họ những câu tốt lành đầu năm mới. Những chuyến thăm hỏi này giúp gắn kết mọi người với nhau, xóa hết những khúc mắc của năm cũ, vui vẻ đón chào năm mới. Đến thăm những người bạn bè, đồng nghiệp và những người thân thiết với mình để chúc họ những câu tốt lành, giúp tình cảm bạn bè gần gũi hơn. Kế tiếp là tục mừng tuổi. Lì xì, người lớn thường tặng trẻ em tiền bỏ trong một bao giấy đỏ hay hồng bao, gọi là lì xì, với những lời chúc mừng ăn no, chóng lớn. Theo cổ tích Trung Quốc thì trong hồng bao có 8 đồng tiền, là bát tiên hóa thân, được đặt dưới gối đứa trẻ để xua đuổi quỷ đến quấy nhiễu, vì ma sẽ sợ giấy màu đỏ. Theo truyền thuyết, ngày xưa có một con yêu quái thường xuất hiện vào đêm giao thừa khiến trẻ con giật mình khóc thét lên. Hôm sau đứa trẻ nhức đầu, sốt cao, làm cho bố mẹ không dám ngủ, phải thức canh phòng yêu quái. Có một cặp vợ chồng nọ mới sinh được một mụn con trai kháo khỉnh. Tết năm đó, có 8 vị tiên dạo qua, biết trước cậu bé sẽ gặp nạn liền hóa thành 8 đồng tiền ngày đêm túc trực bên cậu bé. Sau khi cậu bé ngủ say, hai vợ chồng lấy giấy đỏ gói những đồng tiền này lại và đặt lên gối con rồi ngủ. Nửa đêm, con yêu quái xuất hiện định làm hại đứa trẻ thì từ chiếc gối lóe lên những tia vàng sáng rực, khiến nó khiếp vía bỏ chạy. Tiền mừng tuổi nhận được trong ngày Tết gọi là tiền mở hàng. Xưa còn có lệ cho tiền phong bao với số tiền lẻ, chứ không phải là tiền chẵn, ngụ ý tiền này sẽ sinh sôi nảy nở thêm nhiều. Tiếp theo nữa đó là hoạt động hóa vàng. Ngày mùng 4 tháng Giêng theo lịch cổ là ngày con nước. Trong ngày này, người Việt làm lễ cúng tổ tiên đã về ăn Tết với con cháu và đốt nhiều vàng mã để tiền nhân về cõi âm có thêm tiền vốn đầu năm, đặng phù hộ độ trì cho con cháu hậu thế làm ăn phát đạt. Tại nhiều vùng ở đồng bằng Bắc Bộ, người Việt có tục hát chèo đò đưa tổ tiên trở lại thế giới bên kia. Tục hóa vàng ngày mồng 4 hoặc mồng 5, không ít gia đình vẫn theo truyền thống cũ, làm cơm, đốt vàng mã gửi người thân khuất bóng lời cầu nguyện một năm mới nhiều may mắn. Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, tục hóa vàng dựa trên tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, vật hóa vàng thường gắn với đời sống thường nhật, để thấy con người ở thế giới vô hình bên kia sống gần với dương gian. Vào ngày mùng 4 và mùng 5 tháng Giêng, người ta kiêng xuất hành vì đây là ngày không tốt. Và cuối cùng là hoạt động khai hạ. Ngày mùng 7 tháng Giêng, cũng có thể là mùng 6 tháng Giêng, là ngày cuối cùng của chuỗi lễ hội Tết. Trong ngày này, người Việt làm lễ hạ cây neo, gọi là lễ khai hạ, kết thúc dịp Tết Nguyên đán và bắt đầu bước vào việc làm ăn trong năm mới từ ngày mùng 8 hoặc mùng 9 tháng Giêng. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này để ủng hộ kênh. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.